sau khi đăng nhập vào Cổng Dịch vụ Công Quốc gia tại địa chỉ dịchvucong.gov.vn và thực hiện các bước theo hướng dẫn. Sau khoảng 30 phút, anh Phan Thanh Sơn đã hoàn thành thủ tục đăng ký cấp đổi giấy phép lái xe. Mang lại rất nhiều tiện ích cho công dân. Công dân có thể thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi, mọi chỗ mà không cần phải di chuyển, đi lại nhiều lần, phải phát sinh các chi phí. Thủ tục hành chính này được công khai, minh bạch về cái việc mà nhận trả kết quả được thực hiện ngay tại nhà. Để thực hiện được cái thủ tục này thì mỗi một công dân đều phải đăng ký một cái tài khoản cá nhân ở trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Thì cái việc đăng ký cái tài khoản cá nhân này thì nó cũng đơn giản thôi. Miễn là chúng ta có cái thông tin về cái căn cước công dân cũng như là cái thông tin về cái thuê bao cái điện thoại di động của chúng ta nó chính chủ. Để đổi giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, người dân cần chuẩn bị trước một file ảnh chân dung nền trắng, hai file scan hình ảnh hai mặt căn cước công dân và giấy phép lái xe cũ lưu dưới dạng PDF hoặc là file Word. Ngoài ra, công dân cũng cần có thẻ ngân hàng thanh toán trực tuyến hoặc là các ví điện tử để nộp phí. Trên cái Cổng Dịch vụ Công Quốc gia cũng đã có những cái file và cái clip hướng dẫn rất là chi tiết những cái quy trình đổi cái giấy phép xe mức độ 4 này. Thì nếu như mà công dân có cái nhu cầu mà cần sử dụng cái dịch vụ công mức độ 4 này thì chúng ta nên tham khảo trước. Sở Giao thông Vận tải khuyến cáo là việc thực hiện dịch vụ công mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, dữ liệu thông tin của các bộ ngành được kết nối liên thông, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo đối với các lái xe vi phạm về trật tự an toàn giao thông.